Không ai có quyền được lựa chọn mình sinh ra như thế nào. Người mẹ xót xa khi nghe con tâm sự, bạn bè bảo con là đứa xấu nhất lớp. Cái nữa. Ôi, giải tạp quá. Từ hồi các bé mình có bạn em nó cũng hay nói kiểu là con này nó xấu, xấu nhất trong trong lớp hoặc là trong nhóm kiểu vậy ạ. Lúc đấy em kiểu công nín không biết nói gì luôn. Thôi thì bây giờ khi mà cô nghe em kể về những câu chuyện như thế và bây giờ mình mới biết được thì cảm xúc của mình như thế nào. Các bạn thương con gái. Sống mũi của em ý thấp nhá, và gốc mũi của em ý bị rất là thấp này. Phần đầu mũi của em ý cũng to và hai bên cánh mũi của em cũng bị bè, làm cho phần mũi của mình bị thô. Ngày hôm nay thì em mong muốn là dáng mũi của em cải thiện như thế nào? Nó thu nhỏ lại và nó không bị hách nữa. Em nghĩ là cái hách này nó làm em tự ti hơi nhiều.